phụ nữ ngoại tình tuổi 50, lý giải để thấu hiểu nhau hơn. Các bạn thân mến, ở tuổi 50, khi không còn quá nhiều những vướng bận về con cái, về sự nghiệp, phụ nữ cũng có thể có những mối quan hệ ngoài luồng, những chuyện ngoại tình như vớt vát lại trước tuổi thanh xuân giang dở của mình. Chuyện chị em phụ nữ bước vào lứa tuổi hồi xuân ngoại tình không còn là chuyện hiếm của xã hội hiện đại. Đời sống tăng cao đi kèm với nhu cầu về tình cảm cũng tăng dần. Phụ nữ coi ngoại tình như một giải pháp tìm kiếm sự thăng bằng trong cuộc sống bộn bề. Với những chị em phụ nữ tuổi 50, ở độ tuổi không còn nhiều những sự vướng bận, họ cũng có thể ngoại tình với rất nhiều lý do khác nhau. Thực tế thì phụ nữ có thể ngoại tình ở bất cứ độ tuổi nào cũng giống như đàn ông vậy. Chỉ là đàn ông không nhận ra điều này hoặc thường không quan tâm về những vấn đề này. Có những lý do khác mà chị em phụ nữ đến tuổi xế chiều rồi vẫn còn ngoại tình. Có thể kể đến là do đây là lứa tuổi hồi xuân, hay các chị thích cảm giác mới lạ, hay tâm lý bùng phát. Và đôi khi, ngoại tình trong lứa tuổi này cũng lại là một giải pháp để giữ gìn hôn nhân. Nghe thì có vẻ hơi ngược đời và vô lý, nhưng chúng tôi sẽ giải thích ngay sau đây. Thứ nhất là chị em phụ nữ ngoại tình ở lứa tuổi này, do đây là lứa tuổi hồi xuân, chúng tôi đã có một video chia sẻ về chủ đề này kỹ hơn. Hầu hết phụ nữ ở độ tuổi 50 đều đang và đã trong quá trình tiền mãn kinh. Độ tuổi được xem là thời kỳ hồi xuân của các chị em phụ nữ. Ở độ tuổi này, bỗng nhiên nhu cầu chuyện ấy của chị em lại tăng lên một cách mạnh mẽ và dễ dàng bị cuốn hút bởi những người khác giới, đặc biệt là những người nam tính trẻ trung. Lý giải cho điều này, các nhà khoa học giải thích được rằng ở lứa tuổi này thì cơ thể phụ nữ đang diễn ra quá trình giảm estrogen và tăng testosterone, khiến cho nhu cầu tình dục của chị em tăng cao. Những thay đổi cho cơ thể khiến cho người phụ nữ thay đổi luôn cả trong tâm trí lẫn trong tính cách của mình. Nét tâm lý muốn thử những cảm giác mới lạ vào đoạn dốc cuối của cuộc đời cũng là lý do đẩy đưa nhiều chị em phụ nữ đi ngoại tình. Nhiều người phụ nữ sau bao nhiêu năm cống hiến cho chồng cho con, bỗng một ngày cảm thấy cuộc đời mình trôi qua quá bình dị và hoang phí, thế nên nảy sinh ra nhiều ý tưởng xấu và trong đó có chuyện ngoại tình. Ý muốn xấu cộng thêm việc cơ thể thay đổi trong thời kỳ tiền mãn kinh khiến cho người phụ nữ tuổi này bỗng chốc chủ động hơn, muốn làm chủ và kiểm soát nhiều thứ hơn. Tất nhiên trong đó có cả việc thèm cô lạ. Một mối tình lạ lùng cùng với đời sống tình dục có thể thăng hoa hơn bên người chồng già của mình sẽ là những đòn bẩy khiến cho người phụ nữ lao nhanh đến phía nhân tình hơn. Nét tâm lý bùng phát, phụ nữ thì thường phải chịu nhiều những cảnh cay đắng hơn và sức chịu đựng đôi khi cũng lớn hơn. Từ người chồng, từ gia đình chồng, rồi thì người chồng đã từng ngoại tình hay là bất kỳ một chấn động tâm lý nào khác cũng có thể là lý do khiến cho chị em phụ nữ tuổi này ham cổ lạ. Hành động ngoại tình có được xem như là đang trả thù người chồng, vừa có lợi cho bản thân, vừa đập tan đi cái nhọt đã khắc sâu trong lòng chị bao nhiêu năm nay. Lâu dần thành quen, mà bên nhân tình, bên một người đàn ông trưởng thành khác, chị lại tìm thấy được sự đĩnh đạc, sự ngọt ngào mà người chồng già nua cằn cỗi ở nhà không thể có. Chính những điều này khiến cho tâm lý của chị em càng bùng phát một cách mạnh mẽ hơn nữa. Giải pháp giữ gìn hôn nhân, người phụ nữ lại đi lựa chọn ngoại tình. Phụ nữ ngoại tình ở tuổi 50 thường là những người đã có gia đình êm ấm, con cái lúc này cũng đã trưởng thành và tự lập, cuộc sống vợ chồng vẫn ổn định, nhiều thứ cũng vẫn chia sẻ với nhau. Nhưng chỉ khác là mặt tình cảm, còn những thứ khác như là yêu cầu phụ nữ thì lại không được đáp ứng đủ. Vì thế nhiều chị em chọn giải pháp có mối quan hệ ngoài luồng, ngoại tình để thay đổi không khí, vừa giúp tâm lý ổn định, lại được đáp ứng những nhu cầu về mặt thể xác. Khi con người sống với nhau càng lâu, người ta càng có nhiều điều phải cân nhắc khi đi đến những quyết định ly hôn. Áp lực từ con cái, từ gia đình, từ xã hội, rồi phân chia tài sản, cơ hội nào để làm lại từ đầu. Thay vì các quyết định chồng chéo nhau rồi chia tay, các cặp đôi ở tuổi trung niên đôi khi lại lựa chọn phương án đơn giản hơn, đó chính là ngoại tình. Mối quan hệ ngoài luồng chính là lối thoát dễ dàng nhất, ít nhất cũng là theo cách nhìn của người trong cuộc, tránh đường đầu với những vấn đề phức tạp kia mà vẫn có được người chia sẻ về mặt tinh thần cũng như đáp ứng được nhu cầu về sinh lý. Thế nên họ lao vào ngoại tình. Nhiều chị em phụ nữ ở lứa tuổi này bước đi theo nhân tình lại là để chứng tỏ bản thân. Bước vào lứa tuổi trung niên, người ta mang theo rất nhiều những nỗi lo lắng và sự sợ hãi. Sợ hãi thay đổi những tuổi tác, sợ ốm đau bệnh tật,
sợ không còn hấp dẫn trong mắt những người khác phái, sợ không còn đủ thời gian để thực hiện ước mơ, hay thậm chí là họ sợ chết. Đặc biệt những người dành phần lớn thời gian để chăm lo cho gia đình và con cái, hoặc công việc sự nghiệp như người phụ nữ, mà ít khi biết quan tâm đến bản thân, sẽ cảm thấy mình đã bỏ qua những quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời mà chưa được tận hưởng cuộc sống. Chính vì vậy khi họ gặp được các đối tượng trẻ trung, họ sẵn sàng theo đuổi để được sống lại cảm giác tuổi thanh xuân, để chứng tỏ rằng bản thân tôi vẫn còn sức hấp dẫn. Đây chính là lý do nhiều chị em phụ nữ đi ngoại tình ở lứa tuổi 50. Với nhiều người, cuộc hôn nhân nhàm chán cũng là điều khiến cho họ muốn đi tìm kiếm một nơi nào đó thú vị hơn. Sau nhiều năm kết hôn, cuộc sống gia đình với chừng ấy gương mặt, với chừng ấy những thói quen, rất dễ tạo nên cảm giác đơn điệu và nhàm chán. Nhàm chán trong cuộc sống hàng ngày đã nguy hiểm, nhưng nhàm chán trong đời sống chăn gối vợ chồng thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Cũng cứ vẫn còn người ấy, cũng vẫn cứ căn phòng ấy, cũng vẫn những tư thế ấy. Và rồi cùng với thời gian, từ lúc nào không biết, giấc ngủ dần trở nên quan trọng hơn những chuyện ân ái. Cũng như những trường hợp khác, người phụ nữ tuổi nào cũng vậy, ai cũng thích những cảm giác mình được người khác cần đến. Và nếu như người phụ nữ không cảm nhận được rằng người bạn đời của mình đang cần mình, thì họ sẽ đi tìm người đàn ông khác cần họ. Người thứ ba xuất hiện như một luồng gió mới xóa tan đi những sự tẻ ngặt, thổi bùng lên ngọn lửa đam mê và khơi gợi những thứ hứng khởi đã chết từ lâu. Chị em phụ nữ ngoại tình ở lứa tuổi trung niên đem lại cảm giác phiêu lưu mới lạ, hấp dẫn hơn hẳn với những nề nếp nhàm chán ở nhà, thiếu những sự chia sẻ. Cũng là một nguyên nhân chị em phụ nữ tuổi này họ không còn mặn nồng và họ cũng không thể tìm được tiếng nói chung với người đàn ông đỡ đầu gối tay ấp mấy chục năm nay. Một vài khảo sát đã chỉ ra rằng nam giới và người phụ nữ thường phàn nàn về sự khác biệt trong nhu cầu tình dục của họ và bạn đời. Với phụ nữ, tình dục không phải là tất cả. Mối quan hệ thực sự ổn với họ bao gồm cả những đụng chạm, những cái hôn, những cái vuốt ve âu yếm và cả chuyện trò nữa. Quay trở lại với những trường hợp chị em phụ nữ ngoại tình tư tưởng nhưng không thể lý giải nổi, như là kiểu vợ chồng vẫn còn rất yêu thương nhau, hay là có đời sống tình dục hòa hợp và cũng không có mâu thuẫn gì quá to tát trong cuộc sống, thì rất có khả năng đó chỉ là cảm nhận và đánh giá từ một phía. Có thể đối phương không hoàn toàn hài lòng với cuộc hôn nhân, nhưng vì thiếu sự chia sẻ nên mới dẫn đến sự xuất hiện của người thứ ba. Người ta không thể đọc được suy nghĩ của người khác, chính là như vậy. Nhiều người đàn ông tại sao lại thấy được rằng vợ chồng mình đáng nhẽ ra phải là những quãng thời gian hạnh phúc bên nhau. Con cái cũng đã ổn định, không có gì phải quá lo lắng về kinh tế, về tiền bạc. Thế nhưng vợ chồng vẫn không thể tìm được những tiếng nói chung với nhau. Đó chính là bởi vì thiếu đi sợi dây liên kết về sự sẻ chia. Chính vì vậy các cặp đôi hãy chia sẻ thẳng thắn và cởi mở với nhau về những nhu cầu của bản thân mình, về những điều nào mình thích và những điều nào mình không thể ưa nổi, để cả hai cùng biết và điều chỉnh cho phù hợp. Nhất là khi cả hai anh chị đã sống với nhau cả đến nửa cuộc đời người rồi. Tôi nghĩ rằng rất nhiều anh đang có thắc mắc rằng vậy thì người phụ nữ tuổi 50 họ thích ngoại tình với người đàn ông như thế nào? Người phụ nữ ngoại tình ở lứa tuổi 50 thì thường thích những người đàn ông độc thân, lớn tuổi hoặc là ngang tuổi. Bởi như vậy thì họ mới có đồng quan điểm về những vấn đề trong cuộc sống. Hơn nữa họ cũng bị hấp dẫn bởi những người có phong cách ăn mặc gọn gàng, lịch thiệp, cơ thể khỏe mạnh và nhanh nhẹn, có thể cùng trò chuyện, cùng chia sẻ với họ cả ngày. Trong khi các ông chồng ở nhà vô tâm, lạnh nhạt, còn người đàn ông bên ngoài thì lại hấp dẫn, mạnh mẽ, ga lăng và chu đáo. Vậy thì làm gì có chị em phụ nữ nào mà không say như điếu đổ, lại không mong muốn được đồng hành và gắn bó ngay, đúng không? Phụ nữ ngoại tình ở lứa tuổi 50 thì có một đặc trưng, đó là họ không muốn ly hôn. Đơn giản thôi, họ không muốn bởi vì họ biết rõ những mối quan hệ ngoài luồng sẽ không đi đến kết quả gì. Không thể có một mối quan hệ bền chặt hàng chục năm như hiện tại được nữa. Và người mới thì cũng không đủ tin tưởng để họ đồng hành tới đầu bạc răng long. Thế nhưng tại sao chị em vẫn đi ngoại tình? Chị em vẫn cứ muốn đi nhưng lại không muốn ly hôn. Họ sợ mất mặt trước con cái. Con cái bây giờ đã trưởng thành, nay thấy mẹ làm những điều trái với đạo lý sẽ vô cùng thất vọng. Thậm chí nhiều người còn không muốn gặp mặt và không còn tôn trọng chính những người mẹ của mình. Ai cũng đã nên trước ông bà cả rồi, vậy mà vẫn cứ đi hang tìm của lạ. Chính vì thế mà người phụ nữ U50 chỉ mong muốn duy trì mối quan hệ ngoài luồng như bạn bè thông thường, dành nhiều thời gian cho nhau hơn cũng được,
kể cả khi bị phát hiện cũng có thể giải thích dễ dàng rằng tuổi già phải tìm người tâm sự. Chị em tuổi này đa số chỉ đi tìm kiếm sự đồng điệu trong tâm hồn với người đàn ông khác, thế nên bản chất là họ vẫn còn rất yêu gia đình và vẫn còn muốn gắn kết dài lâu. Phụ nữ tuổi 50, 99,9% các chị em là muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy, nếu như chẳng may có vì một phút lầm lỡ mà vợ quyết định ngoại tình ở tuổi 50 thì cũng rất mong các anh cho vợ một cơ hội. Vì đến tuổi này, hầu như không ai còn muốn đánh mất tất cả chỉ vì một cuộc tình qua đường nữa. Tôi tin rằng đối với các chị em tuổi này thì chồng, các con, các cháu vẫn luôn là những điều mà quý giá nhất. Hãy giữ thể diện cho vợ trước mặt các con, các cháu. Hãy ở bên vợ nhiều hơn, động viên chị ấy thay đổi. Việc các anh dành nhiều thời gian hơn cho vợ sẽ khiến cho chị ấy rất cảm động và càng có động lực để cố gắng sửa sai, nỗ lực để không phụ lòng tốt, lòng chân tình của chồng mình nữa. Người ta vẫn nói rằng chúng ta không sợ đối diện với kẻ xấu, chúng ta chỉ sợ gặp một người mà đối tốt với mình quá, để rồi không biết phải làm thế nào để báo đáp cho đủ. Chị em phụ nữ lại càng là những người nặng tình. Thật vậy, chính sự tha thứ của người chồng là món quà tuyệt vời nhất dành cho người vợ xa cơ lỡ vận lúc này. Họ không biết được rằng họ đang làm điều gì cả. Hãy tin tưởng rằng sự rộng lượng và khoan dung cuối cùng thì cũng sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp. Thế nhưng ngược lại, nếu như đó là người phụ nữ mù quáng đến nỗi đánh mất chính mình và không còn coi trọng đến thể diện của gia đình của bản thân nữa, thì các anh cũng có thể cho chị ấy đi theo con đường mà chị lựa chọn. Với những người phụ nữ này, một khi đã yêu là yêu đến điên cuồng. Cái bẫy tình ái mà họ đặt ra họ thoát không nổi. Nên cho dù mà có bị chồng phát hiện, con cái có cố gắng níu kéo mẹ đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng vẫn cố gắng bao che cho nhân tình. Thậm chí không những bao che mà còn đứng hẳn về phía nhân tình và quyết định rời đi cùng với anh ta. Làm như vậy thì tự thâm tâm người phụ nữ ấy cũng đã không còn coi trọng chồng con và cháu chắt là gì nữa rồi. Bạn và các con cũng không thể nào bằng được nhân tình của cô ta. Và nếu như sự việc đã đi quá xa thì hãy bằng lòng kết thúc, để ai cũng có được hạnh phúc riêng của mình. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những nét tâm lý, những nguyên nhân đẩy đưa người chị em phụ nữ U50 rồi vẫn còn đi ngoại tình. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này thì chúng tôi đang góp phần giúp cho bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn, với những hiểu biết, với những chia sẻ về tâm tư, về tình cảm của các chị em. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.